ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Theo số liệu từ Counterpart Research, phiên bản iPhone 12 5G tiêu chuẩn chính là smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý 1 2021, chiếm khoảng 5% lượng smartphone xuất xưởng trong khoảng thời gian này. Xếp ngay sát phía sau iPhone 12 là mẫu di động đầu bảng của Apple, iPhone 12 Pro Max với thị phần 4%. iPhone 12 Pro là model bán chạy thứ 3, góp thêm khoảng 3% cho tổng thị phần của Apple. Model xếp thứ 4 trong danh sách này là một chiếc iPhone khác, nhưng không phải là iPhone 12 mini mà là iPhone 11, phiên bản ra mắt từ năm 2019. 6 cái tên còn lại trong bản danh sách này được chia đều cho Xiaomi và Samsung với mỗi hãng 3 mẫu. Tất cả các sản phẩm này đều là smartphone giá rẻ lần lượt là Redmi 9A, Redmi 9, Samsung Galaxy A12, Redmi Note 9, Samsung Galaxy A21s, A31. Như vậy, Apple gần như thống trị tuyệt đối trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất thế giới quý 1 năm nay với 4 mẫu điện thoại. Ngoài doanh số vượt trội, Apple còn thể hiện sự thống trị ở doanh thu. Theo đó, các mẫu iPhone 2020 của Apple chiếm đến 35% tổng doanh thu của toàn thị trường smartphone. Cũng theo Counterpoint Research, doanh thu thị trường smartphone toàn cầu trong quý 1 đạt hơn 100 tỷ đô la Mỹ. 5G chính là xu hướng phổ biến của năm nay, góp phần đáng kể vào doanh số ấn tượng của các mẫu smartphone thế hệ mới.